Chuyển đến một thông tin đáng chú ý khác cũng liên quan đến dịch COVID-19. Thì hiện tại dịch đang trở thành mối nguy cơ không chỉ với thành phố Hồ Chí Minh mà còn với nhiều tỉnh thành phía Nam nữa. Và đáng chú ý, vào chiều tối ngày 10 tháng 7, sau khi nghe tin một đồng nghiệp dương tính với COVID-19, thì hàng trăm công nhân của công ty Ampax International, khu công nghiệp Bầu Bàng của Bình Dương đã ùa ra và xô đẩy cổng công ty để mà chạy ra ngoài. Sáng nay ngày 11 tháng 7, đại diện Trung tâm Y tế huyện Bầu Bàng của Bình Dương cho biết cơ quan y tế đã vận động được các công nhân này quay trở lại công ty và tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19. Theo đó thì qua truy vết, nữ công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Ampax International có người thân nhiễm COVID-19 đã được đi cách ly tập trung. Chiều ngày 10 tháng 7, Trung tâm Y tế huyện Bầu Bàng nhận được kết quả xét nghiệm nữ công nhân này dương tính với SARS-CoV-2. Và như quý vị thấy, ngay sau khi các ngành chức năng huyện Bầu Bàng thông báo công ty yêu cầu công nhân hai xưởng có liên quan đến nữ công nhân nghi mắc COVID-19 phải ở lại để mà truy vết F1, F2. Thế nhưng vừa tan ca thì công ty thông báo công nhân ở lại thì khoảng gần 200 người do lo sợ bị cách ly nên đã xô cổng, vượt chốt bảo vệ để mà ùa ra ngoài. Lực lượng công an huyện Bầu Bàng đã phối hợp với các đơn vị ổn định tình hình an ninh trật tự tại đây. Và công nhân cũng đã được cơ quan y tế tuyên truyền quay trở lại công ty để phối hợp truy vết. Sau đó trường hợp không liên quan được trở về nhà. Những người làm chung xưởng với những công nhân nghi mắc COVID-19 ở lại để lấy mẫu xét nghiệm. Chiều ngày 11 tháng 7, tức hôm nay, kết quả test nhanh bước đầu là 650 công nhân liên quan hiện đang âm tính với SARS-CoV-2. Vâng, dự kiến đến hết ngày mai 12 tháng 7, gần 5.000 công nhân của công ty này sẽ được lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 để mà kiểm tra sức khỏe cho toàn thể công nhân. Liên quan đến vấn đề này thì theo Sở Y tế của tỉnh Bình Dương thì các địa phương cần đẩy mạnh việc tuyên truyền để mà công nhân hiểu và phối hợp trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Công nhân lao động cần phải bình tĩnh trước mọi thông tin liên quan đến dịch bệnh để phối hợp với các ngành nhanh chóng điều tra và truy vết, không chia sẻ thông tin không chính xác và gây hoang mang.